Sau nhiều năm trượt giải thì vai sắc long của Hương Vị Tình Thân đã giúp Mạnh Trường chạm tay đến chiếc cúp của VTV World 2021. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh nhận giải: tình cảm của khán giả chính là động lực lớn nhất để chúng tôi cố gắng phấn đấu trên con đường nghệ thuật của mình. Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận của các đồng nghiệp gửi lời chia vui đến Mạnh Trường, trong đó có cả vợ chồng Hồng Đăng. Dẫu biết hai nam diễn viên vô cùng thân thiết hơn chục năm, nhưng nhìn vào nội dung của màn đối đáp, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy cả hai có những cử chỉ mờ ám. Cụ thể, khi vợ Hồng Đăng hỏi sao chưa thấy hai chị em hôn nhau lúc nhận giải thì Mạnh Trường vội lý giải là vì cô chị hồi hộp quá nên chỉ lo bấu tím cả đùi mình. Nghe đến đấy, Hồng Đăng liền tố ngược cô em với vợ rằng nó đang xúc động định hôn anh đẩy ra ngay đấy, nguy hiểm quá. Cả hai ông bố này thân thiết với nhau vì đều có những điểm chung trong tính cách ở ngoài đời. Ngoài việc đóng chung nhiều bộ phim là nam chính của loạt dự án, hai gương mặt điển trai còn trùng hợp khi đều kết hôn sớm vào năm 2008 với vợ là người không hoạt động showbiz. Những màn trí chóe trên mạng xã hội của hai nam diễn viên luôn khiến khán giả khó nhịn cười vì đáng yêu. Việc đoạt VTV World 2021 cũng là lúc Mạnh Trường vượt qua Hồng Đăng trong top 5 đề cử, vượt cả Việt Anh, Công Dương, Nguyễn Thanh Sơn để giành chiến thắng. Đứng trên sân khấu sau khi được xướng tên, nam chính Hương Vị Tình Thân không giấu được nước mắt. Chiếc cúp này là món quà lớn nhất khán giả dành cho một người diễn viên và tình cảm của khán giả chính là động lực lớn nhất để những người diễn viên chúng tôi làm nghề tiếp tục nỗ lực và phấn đấu. Trước đó vài ngày, anh chàng cũng vừa vinh dự nhận cánh diều vàng cho vai nam chính trong Hồ Sơ Cá Sấu. Sau thành công trong năm 2021, khán giả đang rất mong đợi Mạnh Trường trở lại với dự án tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.